Thưa quý vị và các bạn, nếu người họa sĩ dùng màu sắc để tạo nên sự sống động cho tác phẩm của mình, thì nghệ sĩ tranh cát động lại dùng chính sự chuyển động của cát và những ngón tay điêu luyện của mình để biến hóa thành câu chuyện. Và những nét biến hóa của những hạt cát mộc mạc ấy có sức cuốn hút và ý nghĩa như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Hiện nay tại Việt Nam, những nghệ sĩ được xem như tiên phong trong nghệ thuật tranh cát động phải kể đến các tên tuổi như họa sĩ Trí Đức, họa sĩ Nguyễn Thế Nhân, Phan Anh Vũ, v.v. Tuy nhiên, một gương mặt mới là Võ Thị Quỳnh Hoa được mọi người gọi vui là nữ cát thủ khi cô gái này bị những hạt cát mộc mạc mê hoặc. Mình bị thu hút bởi những hạt cát mà ban đầu tưởng chừng như là vô tri vô giác thôi, thì không nghĩ là lại có thể biến hóa sinh động bằng từ hình này mà chuyển qua hình khác. Thì cái nét đẹp của tranh cát động có thể nói là nằm ở sự chuyển hóa linh hoạt. Từ cái hình này có thể chuyển qua hình khác mà mình không có phải xóa đi tất cả chi tiết của hình. Là một loại hình nghệ thuật mới lạ, lúc biểu diễn tranh cát động, người vẽ vừa là họa sĩ vừa là nghệ sĩ, có khả năng cảm thụ cùng âm nhạc, kết hợp vững vàng giữa hình họa và âm nhạc theo chủ đề nhất định. Có những khuôn hình chỉ được thực hiện trong vài giây nhưng chứa đựng những nội dung ý nghĩa về quê hương, cuộc sống, những câu chuyện dung dị trong cuộc đời được tái hiện lại từ những hạt cát mộc mạc. Vì vậy, Võ Thị Quỳnh Hoa không ngừng tìm tòi học hỏi để cho ra những tác phẩm ấn tượng mang giá trị nhân văn. Người ta nghĩ là tranh thì chỉ là để xem thôi, nhưng mà thật ra nếu không có âm nhạc thì không có thể truyền tải được đầy đủ cảm xúc vào trong đó. Một tác phẩm tranh cát động luôn có nội dung và thông điệp rõ ràng, do đó để lan tỏa và cổ động tinh thần chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay, Võ Thị Quỳnh Hoa kết hợp cùng ca sĩ Huy Nguyễn thực hiện tác phẩm tranh cát động trên nền bài hát If We Hold On Together, cảm xúc nhưng cũng đầy lạc quan. Phẩm tranh cát động với rất nhiều hình ảnh được tạo ra từ những hạt cát kể về câu chuyện virus corona xuất hiện, lan rộng và tấn công con người. Virus corona không chỉ là một căn bệnh viêm phổi thông thường mà là mối đe dọa chết người cho hàng triệu người trên thế giới, và tinh thần lạc quan là cần thiết lúc này. Khi hình ảnh ba bàn tay chụm lại nhau biến thành trái tim, thể hiện tinh thần đoàn kết thành sức mạnh, cổ vũ mọi người đồng lòng mạnh mẽ vượt qua để chiến thắng dịch bệnh Covid-19, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Từ những hạt cát, người nghệ sĩ biến hóa thành hình ảnh mầm cây xanh vươn lên bao phủ trái đất. Mẹ thiên nhiên ôm ấp vỗ về trái đất là hy vọng về việc nhân loại hãy luôn có ý thức bảo vệ môi trường để nuôi dưỡng một hành tinh xanh.